Hello, chào mừng bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với video trong ngày hôm nay của Susu TV. Mình sẽ tiếp tục cập nhật nhiều tin tức mới để bà cô chú chúng ta cùng biết nhé. Mới đây thì ca sĩ Juno có chia sẻ một cái tin vui. Bắt đầu chinh phục một hành trình mới, lần này không chỉ hát mà Duy còn kết hợp diễn xuất trên sân khấu. Hy vọng mọi người sẽ yêu thương, ủng hộ và đón xem Juno kể những câu chuyện đầy màu sắc qua từng vòng thi. Hài hước, lắng động, ý nghĩa, dạt dào cảm xúc, kịch tính, chắc chắn không làm mọi người thất vọng. Chương trình Người kể chuyện tình mùa 7 sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2023. Và theo những gì Juno chia sẻ thì Duy sẽ tham gia chương trình Người kể chuyện tình của truyền hình Vĩnh Long 1 vào lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần và chương trình mùa 7 này sẽ được bắt đầu từ ngày 15 tháng 6. Và sau khi Juno chia sẻ việc mình tham gia chương trình Người kể chuyện tình đã nhận được rất nhiều lời động viên. Duy chia sẻ thêm là mọi người nhớ đón xem ủng hộ em đó, không thôi là giận mọi người luôn. Coi em diễn xuất, coi mai mốt đi đóng phim đồ được không nha. Những lời chia sẻ tâm tình của Juno nhận được nhiều lời khích lệ. Chúc mừng em tỏa sáng trên con đường nghệ thuật. Cô MC Diễm Quỳnh cũng gửi lời chúc mừng. Chúc mừng chàng trai nhé, cứ thế mà tiến lên ngang. Mọi người cũng dặn Juno ráng lấy cái giải quán quân. Luôn ủng hộ và đồng hành cùng cháu Duy đẹp trai, dễ thương và hát hay. Chúc con ngày càng thành công trên con đường ca hát. Vậy là trong chương trình này, mọi người đều cầu chúc cho Juno có được giải thưởng cao, cũng như hy vọng diễn xuất ngày càng thăng hoa hơn. Thông tin kế tiếp là đến từ cậu Thanh Huy ở bên Mỹ. Mới đây, cậu Thanh Huy đã đón ca sĩ Ngô Kiến Huy cùng với anh Đỗ Quang Chí, chính là người quản lý khi xưa, quản lý truyền thông của chị hai, qua bên Mỹ lưu diễn. Và cậu Thanh Huy đã đến tỉnh Sa Giác An cùng với Đỗ Quang Chí và diễn viên ca sĩ Ngô Kiến Huy đến tỉnh Sa Giác An cùng thăm chị hai. Và tại đây mọi người đã có một buổi trò chuyện cực kỳ xúc động cùng với sư thầy ở tại Giác An tỉnh Xá. Và mọi người cũng đã tham quan cái mảnh đất mà sư thầy sau này sẽ xây dựng trường Việt ngữ Phi Nhung để hoàn thành ước mơ của Nhung trong tương lai. Và theo những gì sư thầy chia sẽ tiến hành khởi công xây dựng trường Việt ngữ dù bây giờ kinh phí vẫn còn thiếu. Và theo như sư thầy chia sẻ, kinh phí xây trường Việt ngữ khoảng tầm 700.000 đô la và hiện giờ vẫn còn thiếu 140.000 đô la nữa mới đủ kinh phí dự án để xây. Sư thầy cũng đã dẫn cậu Huy và ca sĩ Ngô Kiến Huy đi thăm cây phượng mà Wendy Phạm đã trồng ở trước sân. Giờ đây cây phượng cũng đã lớn, và lúc trước Wendy Phạm có trồng 2 cây phượng, nhưng mà bây giờ chỉ còn 1 cây. Do đó, 1 cây cũng mới được sư thầy trồng lại và cũng đang chăm sóc để cho cây mau tươi tốt. Và theo những gì sư thầy cũng như là đoạn clip do cậu Thanh Huy chia sẻ lại cũng làm người hâm mộ thêm phần an tâm hơn về việc xây dựng trường Việt ngữ. Và theo như cậu Thanh Huy nói chuyện cùng với sư thầy là khi đặt viên gạch đầu tiên để xây dựng trường thì hy vọng khán thính giả ở khắp năm châu sẽ tiếp tục ủng hộ để đủ kinh phí xây dựng trường. Và mới đây nhất thì Wendy Phạm có chia sẻ 2 bức ảnh dễ thương của bé Nikolai. Wendy Phạm chia sẻ như thế này: anh ấy sẽ nhìn bạn với nụ cười dễ thương đó và đồng thời ném thứ gì đó vào mặt bạn. Hình chụp ở trường 2023. Và sau khi chuyển nhà về bang Florida thì cả gia đình Wendy Phạm đã bắt
nhịp với cuộc sống mới. Giờ đây hai bé đến trường. Cậu bé nhỏ Nikolai thì dạo này đã lớn hơn, bụ bẩm đáng yêu rất là nhiều. Và bức ảnh mà mẹ Wendy chia sẻ trên trang cá nhân về cậu bé Nikolai luôn nhận được rất nhiều lượt like, thả tim cùng nhiều bình luận. Cháu ngoại chị Phi Nhung quá dễ thương, bé Nikolai càng lớn càng đẹp trai nè, bé dễ thương quá. Rất nhiều bình luận để lại là điều yêu quý bé Nikolai cũng như khen ngợi nét dễ thương của bé. Và thông tin kế tiếp đến từ các tác giả của Metro Register. Đã 1.5 năm kể từ khi Metro Register quyết định liên lạc với Wendy Phạm để đề nghị công tác thực hiện cuốn sách kỷ niệm cuộc đời và sự ra đi của Phi Nhung. Chúng tôi rất đỗi vui mừng với sự thành công của sách và sự đón nhận của người hâm mộ. Tình thương mà chúng tôi cảm nhận được từ gia đình Xanh Lá thật vô cùng lớn lao. Chúng tôi luôn biết ơn sự hỗ trợ của những ai đã mua sách để lưu giữ câu chuyện của Phi Nhung và đóng góp cho công việc từ thiện đang tiếp diễn của cô. Như đã hứa, vừa qua chúng tôi đã gửi đến gia đình Phi Nhung khoản lợi nhuận đầu tiên từ việc bán sách An Emissary from Heaven và Tịnh Bình. Wendy đã nhận được khoản này cho quỹ Phi Nhung Forever. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp trong tương lai mỗi khi nhận thanh toán từ các đối tác phát hành. Khi thực hiện sách tiểu sử cho Phi Nhung, Metro Writer hoàn toàn không nhận lợi nhuận từ việc bán sách ngoài chi phí tối thiểu cho hoạt động điều hành, nhằm đảm bảo toàn bộ khoản thu còn lại sẽ được dành cho các hoạt động từ thiện mang tên Phi Nhung. Dưới sự coi sóc của Wendy, xin cảm ơn tất cả những người hâm mộ nhiệt thành đã yêu mến và ủng hộ ca sĩ Phi Nhung. Vậy là thêm một lần nữa, Metro Writer đã khẳng định khoản lợi nhuận thu được từ việc phát hành sách đợt đầu đã được giao đến Wendy, và Wendy ngày hôm qua cũng đã chia sẻ tin vui này cho fan hâm mộ của mẹ được biết là tất cả lợi nhuận từ việc bán sách sau khi đã trừ các chi phí thì khoản này sẽ được chuyển thẳng vào quỹ từ thiện Phi Nhung Forever. Vậy là thêm một lần nữa, quỹ từ thiện Phi Nhung Forever sẽ có thêm một nguồn thu. Hy vọng các fan hâm mộ trên thế giới tiếp tục ủng hộ sách để cho có thêm một khoản chuyển vào quỹ từ thiện Phi Nhung để Wendy có thể tiếp tục bổ sung vào việc xây dựng trường Việt ngữ cũng như làm được những việc thiện nguyện như mẹ từng mong muốn lúc sinh thời. Người hâm mộ, nhất là những người hâm mộ của chị hai, thêm một lần nữa cảm ơn Metro Register đã hết lòng cho công việc phát hành sách của chị hai. Ai nấy cũng đều rất là vui mừng vì giờ đây sách được phát hành rộng rãi, mọi người trên thế giới đều biết về cuộc đời chị. Cảm ơn tác giả và những người làm nên cuốn sách về chị hai yêu quý ạ.